Cái việc đầu tiên em sẽ nhận nhận cho bác có biển 98 Ờ. 6 Đấy, 65 96 6596. thì em nhận và những đồ zin đồ lôi em nói rõ rồi. Bây giờ thì cái chuyện ở đây thì cũng rất nhiều người dọn. Ở đây có người dọn rất nổi tiếng. Em không mở nói tên. Vì với quan điểm của em thì dọn ở đâu không sao cả, người ta đều uy tín cả thôi. Nhưng vấn đề là bác biết đến em, bác ủng hộ em nó là cái duyên. Thì hôm nay đích Đấy. thân em Trung Kiên Mô Tô ở Phú Yên Nam đến nhận cho bác chiếc xe này. Và đồ zin đồ lôi em nói rõ rồi. Em về em phục dựng full mới lên cho bác. Thì bây giờ em xác nhận cái xe này xong em phải vòng về thành phố Bắc Giang em muốn lấy một xe nữa trong đấy cơ. Thì bác cứ pha nước, em uống cốc nước là xong. Thì ấy thì cứ biết là em nhận về và khi về nhà em cho nhân viên nó dỡ dỡ hết ra. Đấy, cái gì còn dùng được, cái gì không dùng được, hay cái dùng được còn dùng được nữa hay không, hay là bác lên đời cái nào nữa thì em sẽ Cái đôi công tắc nào phải thay tôi rồi thì em sẽ về em công khai, công tắc sau đó nào thay tôi uống em nước liệt kê cho bác nhá, này giá này cả này tình trạng này, cái ví dụ cũng là cái bô bác thích bô zin thì có bô loại một loại hai đẹp xấu, hay là bình đấy xăng bác thích lên cái bình xăng vip hơn em cũng có ví dụ thế, rồi cái càng cái thụt bác thích làm tầm nào thì em có tầm đấy, chứ còn còn không thì em vẫn như mọi người. Không 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 bác gái ơi yên tâm là làm cái gì em phải báo trước, em sẽ liệt kê trước này bác ơi, con này của bác làm tổng 10 triệu 20 triệu 30 triệu hay 50 triệu, bác làm tầm nào em làm tầm đấy, chứ không phải là em cứ làm bừa làm phứa sau đó là bác mới không có tiền để trả đâu. Còn bác gái yên tâm là bọn em làm là em đều công khai hết. Còn tất nhiên là em cũng thấu hiểu được là không phải ai cũng 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 cũng, cũng, cũng gọi dám bỏ tiền để làm nhiều. Còn bác làm tầm nào là tự bác quyết, tất cả mọi thứ tự bác quyết hết nhá. Đấy, tránh trường hợp lên đến đây xong là nhiều khi em chỉ là người khách thôi, em đến em làm cho bác không ai, ví dụ như bác Đây bảo ngồi ngồi đây quay đạp chén nước vâng chú vâng anh Quang cứ quay đi, nó thực tế là chân mộc nhất đấy, anh cứ tập trung quay vào cái xe người lại được, quay thì coi như là nó ấy quay là không phải để tránh trường hợp vì đây là bọn em chỉ là nhận làm thôi, còn có chuyện cũng trong cũng gia xem đình nhiều nhiều video đấy. phải nói tôi nếu mà tôi có tiền tôi cầm 60 triệu hoặc 70 triệu tôi ra tôi mua một con mộc đấy cực nguyên ở trong Sài Gòn đấy các bạn cái trận trận trước tôi đi Đà Nẵng thế Vâng. quay điện nó bảo bây giờ nó nhiều loại lắm Và đúng rồi, nó không có giá đâu. Thế quan trọng là bây chút giờ là em mới đồ bảo thì đấy thì con xe này em trở về và em sẽ liệt kê ra. Ví dụ bác bảo kia nơi anh muốn làm tầm này, kinh tế tầm này em làm tầm đấy. Để tránh trường hợp khi em làm xong vì cái việc là không liên quan em, nó liên quan đến gia đình là bác gái đây. Bác có vẻ bác không hứng thú đấy tại 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 vì cái xe nào. là tôi giật là tôi đi lại Rồi, tôi cho em đi biết. chơi đi vào Đa ấy số bảo xe này chỉ đàn ông đi thôi, và phụ rồi con Diêm Việt tôi còn bán nữ cho chả phụ tôi nữ không đi bán được, đi cho nên là nhiều khi các bác là gái là bác ấy không ưng và không thích. Còn em chỉ là người là bác đồng ý đến đây tiện đường em báo mốc thôi. Bác biết rồi, em nhận là thường thường là 3 tháng. Thế nay lại có hai cái thằng cháu Vâng. nó ở Nam Định Bác nó cho em mượn cái đăng ký. đăng ký á Vâng, lấy mượn đăng ký Kim đấy. ô tô chào anh em nhá. Em đang đi từ Hà Nội này, đi sang Bắc Linh xong sang Bắc Giang nhá. Đấy, lịch trình của Trung Kiên là bây giờ là 18 giờ 25 phút. Lúc chiều nay Trung Kiên có xuất phát là từ Hà Nam đi Hà Nội để giao chiếc xe win cho một bác cha đại gia, nhưng mà bác ấy không cho lên video thì anh em thông cảm nhá. Đấy, thì bây giờ là em giao xong xe rồi, thành công rồi. Đấy, thì bây giờ Trung Kiên bắt đầu xuất phát đi từ Hà Nội đi Bắc Giang để mang một chiếc xe win của bác trai Bắc Giang về phục dựng. Bác ấy bảo em là phục dựng một chiếc Ram hay một chiếc win, nhưng em bảo thôi, chiếc Ram thì thực sự các bác này em rất là bận, em chỉ làm win thôi. Tức là tiền thì ai chả muốn, nhưng mà mình bận quá mình cũng không làm kịp thì lấy đâu ra thời gian để làm Ram. Đấy, thế thì bây giờ em đi bốc con xe ở Bắc Giang này về. Thì trên đường đi nếu bác trai nào có chiếc xe nào Bắc Giang bán thì alo cho em nhé. Đấy, em là cứ đi về là em cứ công khai thôi, cộng cà phê 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, trừ đầu trừ đuôi, trừ công cán đi lại thì xăng cộ đi lại mà làm đút túi được 3 triệu hoặc 2 triệu hoặc 4 triệu tùy theo anh em ạ. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh chị em đã và đang ủng hộ Trung Kiên. Em đang trên đường đi cao tốc Hà Nội Bắc Giang đây anh em nhé. Trời nó cũng tối rồi, bây giờ là 6 rưỡi rồi anh em nhé. Đấy, những bác nào có xe bán thì cứ alo cho em. Đấy, thuận mua thì vừa bán. Đấy, em mua em cứ cộng cà phê, làm tí thì cà phê là được. Trung Kiên chào anh em nhá. Em còn cách nhà bác trai kia 1 phút nữa thôi. Đấy, tiện đường em đi ra con xe trên Hà Nội xong em vào nhà ông anh em ở thành phố Bắc Giang. Đấy, thì bây giờ em vào mốc luôn con xe cho bác trai này để về phục dựng. Bác ấy nhờ em phục dựng cả con Ram nữa nhưng em không làm anh em nhá, em chỉ làm con Win thôi. Đấy, ok anh em nhé, anh em đợi cái kết em vào nhà bác ấy, em nhận xe, em kiểm tra xe, còn gì mất gì là em sẽ công khai hết anh em nhé. Đấy, hơi lòng hoàng tí đây này, nhà bác là hơi lòng hoàng tí này, ở chắc nhà dưới anh đồng kìa. Đấy, này nè, đứng đây xong là
sao vừa không đi thẳng vậy? Nó đi nòng ngoằng kiểu này. Vừa đi thẳng phát là xong đấy. Ok anh em đợi em nhé. Đi đường lạ nhiều khi mệt phết đấy. Cái đường đi nó nhỏ nhỏ. Còn cách nhà bác ấy 1 phút nữa, 190 mét nữa. Bọn em đi này là toàn đi theo phản xạ thôi anh em ạ. Đấy. Đấy, cứ đi theo rẽ đây đến luôn, chắc cái nhà của lễ đấy. Đấy, nhà bác ở ngay mặt đường luôn mà. Ô. Đấy, đi thẳng đi anh. Ok, sắp đến nơi rồi, để em gọi bác ấy. Đấy, đứng ạ. Đây, đây chắc cái nhà luôn. Đúng cái nhà luôn sao? Ok, đứng đây thôi, đứng đây thôi. Cứ mỗi lần em gọi điện cho khách anh bóp quài phát là xong. Đây, chào chào em gọi anh em nhá, gọi bác ra. Em đang điện cho bác anh em nhá. Ừ. Bác ơi, bác nghe tiếng còi không? Hả? Bác có nghe tiếng còi ô tô chưa, bác đoán em ấy. Đấy, em đến nơi rồi nhá, bác ra đón em ở cổng ấy. Ok anh em nhá, đây này. Điểm đến đã đến rồi nhá. Đấy. Không biết nhà nào thôi, nhà này hay nhà trong ấy. Đợi bác ra anh em nhá, em nhận xe đều quay video công khai hết. Xe còn gì mất gì em quay công khai hết anh em nhá. Đấy, chỗ này là thuộc Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, bác ra đón anh em nhá, car đây này. Ok, anh Quang đi theo bác ấy. Đấy, bác ra đón anh em. Anh em đợi cái kết nhá. Đấy. May là đường này vào đường ô tô. Anh em nên nhớ là ở hiện tại thì em vẫn đang quá tải, không nhận dọn xe win nữa. Nhưng những bác nào yêu quý em, ủng hộ em mà tiện đường, trên đường em đi mua xe thì alo cho em. Em vẫn vào em bốc xe cho anh em và em phục dựng cho anh em. Nhưng quan trọng là em nhận bây giờ hay là 3 tháng em nhận thì nó vẫn là như nhau thôi. Chẳng qua tiện đường thì em bốc. Đấy, cũng như hôm nay có bác Trang, bác Linh gửi về dọn đấy, thì em vẫn nhận 3 tháng anh em nhé. 3 tháng. Đấy, bác đây này. Đường trùng thế thôi. Ngõ này cũng bị ai nhỉ. Nhẹ chân ga phát là quệt hết. Đấy, không biết có vào được không. Ok anh em nhé. Đường nó khó đi, em vào nơi em quay video anh em nhé. Đấy, chỉ xác nhận nhận là nhận xe thôi mà. Đường nó khó quá thì em đi bộ vào. Để thôi thôi anh đứng lại em xuống đi bộ vào. Xa không bác ơi, xa là không vào được đâu. Đây thì để xe đây thôi. Để xe đây thôi. Đường này sao vào được. Anh để gọn vào. Để sát vào. Không dắt xe ra thôi. Anh để sát xe đây này. Đường này vào ra được. Xe trước nhà vẫn vào được mà. Vào nó ra khó lắm. Thôi để bìa dắt ra thôi. Anh để gọn đây. Bác dắt. Bác dắt ra đây cho em đi. Vào sao được. Vào đây cơ mà. Anh em nhìn nó cụt như này vào sao được. Bác dắt ra cho em nhá. Đây vào đây cái đây. Em vào. Rồi em vào dắt ra. Anh Quang để gọn đấy một tí thôi, để đây thôi. Đây đây cơ thằng cháu mà. Đứng đây thôi anh Quang ơi, để đây thôi, vào đây. Đây. Đấy anh em thấy chưa? Đấy. Đường nó quá bé luôn. Nói chung là để lùi vào lâu dài thì lùi thôi, còn để một lúc xong đi luôn thì không cần. Vì nhận xe thì chỉ cần thế thôi. Quay ra luôn thì nhà bác đây anh em nhé. Đấy em đợi cái kết khi nào dọn xong em lại mang vào đây. Đúng cái nhà này. À thế ạ, à? Vâng, bác gái ạ. Dạ. À, bỏ mic ra thôi. Nạp tiền lấy con. Lấy con thật đẹp. Nhưng con xe này là vừa rồi là mới làm máy. Thế mới bảo còn mẹ cầm mẹ 6-70 triệu mua con để đi chơi. Nhưng mà con này là mua của tay công an chính chủ ấy. Nhưng được cái biển 6 là 8. Đây này. Đã xong tí nữa là tôi pha ấm nước cho chú làm cho tôi, coi như là kể cả biết nhà coi là cho chú đã. Tức là máy chú làm rồi nhưng bây giờ làm cho nó nét căng. Rồi, yên tâm. Con này lô hết rồi, đồ lô hết rồi. Ờ cái xe này coi là phù hợp cho. Sinh nhan lô hết này, pha đèn lô. Xong coi là đồng hồ lô. Rồi được rồi. Anh yên tâm. Thế cái thằng bạn kia là nó có quần riêng Việt. Đúng rồi, bảo dọn nhưng em không nhận. Hả? Em không nhận làm đà rem. Đà rem như chú thì uy. Không phải bận như ấy. Như ở đây có mấy con đẹp lắm. Uy nữa. Nó đòi.
có hai tay công an nó đòi 80 triệu. Bác có số điện thoại anh cho em làm việc em mua. Hai con của một con của anh cái này. Như cái xe là ông mua chính tên chính chủ. Nhưng mà ông có bán không? Ông có được gần đây không? Ông bảo ông cũng xem ấy của chú một cái này của anh mà nó thật năm thằng nó giá 80 triệu rồi. Xe đẹp kể cả hơn trăm mẹ mua, kể cả 200 mẹ mua. Không, nhiều con xe tôi thích cái biển đúng rồi, nó biển em về mép lại làm mới luôn cho bác. Ui giời ông bây giờ là chú vào cho tôi một cái bô kết thúc. Nhưng cái con này làm độ lâu không? Đến tháng 10 được không? Không, cứ phải 3 tháng. Ừ, 3 tháng. Bác tính làm nhanh, 5 ngày sau xong được mà. Không. Quan trọng bác cô chú chịu được nhiệt không? Xe đéo quá được rồi. Chị không thôi. Ờ, đây chú xem cái bác máy nhá. Cái máy này chú, cái máy này chú không cần đấy, nhưng mà chú chỉ làm cho mới tinh thôi. Rồi em bắt bỏ ra cái máy hết. Rồi rồi, coi mới làm cái máy là coi là hết gần 3 triệu. Đây chú quay. Thế thì bác mất không có 3 triệu rồi. Bác làm gần 3 triệu, bác mất không có 3 triệu rồi. Mẹ, thế là một cày. Tại nhà xác nhận cho tất cả anh em là bác. Ờ. Bác tên là gì? Đây tên là Tuấn. Bác Tuấn ở chỗ này là Lạng Giang, Bắc Giang. Ờ, Lạng Giang, Bắc Giang. Em chỉ trên nói, nhà máy Vân Đạm. Em chỉ nói qua về đồ thôi nhá. Ờ. Đồ của bác, đưa cái điện thoại em mượn em coi. Không cần mic đâu, không cần mic đâu. Mà sửa đây đâu, tìm lắm tiền mà sửa đi hiểu thế. Em có đi được gì mà sửa. Ôi, đấy, nó bảo bây giờ đập đéo bao nhiêu. Đây chú thì đạp xem nào. Không cần, em nó bảo là với em thì nó không coi như không nổ rồi. Coi là chú vào nó thôi, cái đầu zin như đầu. Vâng, thúc em biết rồi. Cái càng này. Vâng. Mấy cái vành đằng trước, vành đằng sau của nó là xịn đấy. Vâng. Mấy cái hộp xích trên chân. Rè nó cũng hết rồi. Rè là coi vào đôi rè. Vành của bác là vành vành lô chứ không phải vành xin. Cái vành đằng sau vành xin đúng không? Vành đằng sau con. Đoàn coi thấy ra đúng không? Vâng. Tại vì tôi vẫn xem. Vành sau không? Xịn đúng không? Vành sau xịn. Em về em đánh bóng cho bác. Tôi sau zin nhưng mà thay ti rồi. Con chú vào lúc nào cho tôi giật nhất cam nhá. Vâng. Đấy nhá, chốt lại cho bác như này nhá. Ờ. Em nhận cho bác chiếc xe win biển 98F5. Cái biển này là cứ đã chú sơn chú làm thôi. Em cứ làm lại như mới. Ờ, làm đúng mới như kia luôn. Luôn. Ờ. Đúng như luôn. 6596 con này. Đấy, cái biển này nó bổ tay cũng công an đấy. Không biển. Con thích cái biển. Em xác nhận cho bác nhá là em nhìn thấy là cái tay sách zin này. Ờ. Đấy, hơi đầu bộ của máy là vẫn là Honda là được rồi. Ờ. Phụ trước lô này. Ờ. Hai đèn lô, sinh nhan lô. Ờ. Đồng hồ lô. Ờ. Hay nó là zin thì không dùng nữa. Đấy. Ờ. Chắn xích con này zin cũng bỏ được. Ờ. Nói chung là chỉ còn mỗi cái tay sách này. Vành sau này, bình xăng, đặc biệt cái bình xăng này, quan trọng bình xăng này, đấy, là zin thôi, còn lại là lô hết. Đây, xong con quay uống chân nước, cái con xem hôm tôi sinh nhẹn lô hết này. Tôi xem hôm mình cứ xác định là dự đoán con này nó được. Tôi mua cái xe của thằng Quý Phúc, cái thằng, nó sửa ô tô, cái thằng ấy, đấy, nó bảo rồi đấy. Con đấy có bao nhiêu cho người Nam mua bóng lên đời đấy. Mẹ, cái con đây mà, mẹ tôi đéo có tiền, tôi làm con đấy tôi đi, nó mới lên tôi xem đấy. Tôi ở trên nhà tôi nhiều người giặt cái là nó bán phụ tùng của đầy mà không lúc nó không cái này không anh chuyên dọn mà trên tay con ngân ở tôi Nặng Giang này. Ngân đây à? Gần nhà Ngân đây à? Ở chỗ Nặng Giang mà. Sao bác không Ngân? Sao bác không nhờ người ta làm nhờ thì nó quá chồng với đàn em. À thế ạ. Em thì em thông báo lại ở Bắc Giang. Còn cái kia thì Zalo của chú này hay thì coi em thích làm là tôi làm là coi có một thằng em anh Quang cắm cái mic rồi. Nó cũng có một con. Thế là lúc bỏ kể cả làm nay cho thằng tôi bình thường vẫn đi nói này nói chú không nháy này được. Đấy nha, em nói bác như này nhá. Ờ. Để đấy cái mic bác nói này rõ. Ờ. Cái việc đầu tiên em sẽ nhận cho bác có biển 98 ờ. 6596 thì em nhận và những đồ zin đồ lô em nói rõ rồi. Bây giờ thì cái chuyện ở đây thì cũng rất nhiều người dọn. Ở đây có người dọn rất nổi tiếng. Em không mở nói tên. Vì với quan điểm của em thì dọn ở đâu không sao cả, người ta đều uy tín cả thôi. Nhưng vấn đề là bác biết đến em, bác ủng hộ em nó là cái duyên. Thì hôm nay đích thân em Trung Kiên Moto ở Phú Yên Nam đến nhận cho bác chiếc xe này. Và đồ zin đồ lô em nói rõ rồi. Em về em phục dựng phun mới lên cho bác. Thì bây giờ em xác nhận cái xe này xong em phải vòng về thành phố Bắc Giang em muốn lấy một xe nữa trong đấy cơ. Thì bác cứ pha nước, em uống cốc nước là xong. Thì ấy, thì cứ biết là em nhận về. Và khi về nhà em cho nhân viên nó dỡ hết ra. Đấy, cái gì còn dùng được, cái gì không dùng được. Hay cái dùng được còn dùng được nữa hay không.
hay là bác lên đời cái nào nữa thì em sẽ cái đôi công tác nào phải thay tôi. Rồi, thì em sẽ về em công khai. Sau đó em liệt kê. Em liệt kê cho bác nhá. Này giá này, cả này, tình trạng này. Cái ví dụ cũng là cái bô bác thích bô zin thì có bô loại 1 loại 2. Đẹp xấu hay là bình xăng bác thích lên cái bình xăng VIP hơn em cũng có. Ví dụ thế. Rồi cái càng cái thụt bác thích làm tầm nào thì em có tầm đấy. Chứ còn còn không thì em vẫn như mọi người. Không. Không không, bác gái ơi yên tâm là làm cái gì em phải báo trước. Em sẽ liệt kê trước này bác ơi. Con này của bác làm tổng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu hay 50 triệu. Bác làm tầm nào em làm tầm đấy. Chứ không phải là em cứ làm bừa làm phứa. Sau đó là bác mới không có tiền để trả đâu. Còn bác gái yên tâm là bọn em làm là đều công khai hết. Còn tất nhiên là em cũng thấu hiểu được là không phải ai cũng gọi dám bỏ ra để làm nhiều. Còn bác làm tầm nào là tự bác quyết. Tất cả mọi thứ tự bác quyết hết nhá. Tránh trường hợp lên đến đây xong là nhiều khi em chỉ là người khách thôi, em đến em làm cho bác không ai. Ví dụ như bác đây bảo, ngồi đây quay đạp chắn nước. Vâng chú. Vâng. Anh Quang cứ quay đi, nó thực tế là chân mộc nhất. Đấy. Anh cứ quay, tập trung vào cái xe mọi người lại được. Quay thì coi như là nó ấy quay như là không phải để tránh trường hợp vì đây là bọn em chỉ là nhận làm thôi, còn có chuyện trong cũng gia đình. Nhiều video mà nói tôi nếu mà tôi có tiền tôi cầm 60 triệu hoặc 70 triệu tôi ra tôi mua một con mộc. Đấy cực nguyên ở trong Sài Gòn đấy các bạn, cái trận trước tôi đi Đà Nẵng thế coi điện nó bảo bây giờ nó nhiều loại lắm. Và đúng rồi, nó không có giá đâu. Thế quan trọng là bây giờ em bảo đấy thì con xe này em trở về và em sẽ liệt kê ra. Ví dụ bác bảo kia nơi anh muốn làm tầm này, kinh tế tầm này em làm tầm đấy. Để tránh trường hợp khi em làm xong vì cái việc là không liên quan em, nó liên quan đến gia đình. Là bác gái đây. Bác có vẻ bác không ưng tại vì cái xe là tôi giật là tôi đi lại rồi chắc em biết đa số xe này chỉ đàn ông đi thôi. Vừa rồi con diêm Việt tôi còn bán cho phụ nữ đi được cho nên là nhiều khi các bác là gái là bác ấy không ưng mà không thích. Còn em chỉ là người là bác đồng ý đến đây tiện đường em báo bốc thôi. Bác biết rồi, em nhận là thường là 3 tháng. Đến nay lại có hai cái thằng cháu nó ở Nam Định nó bác cho em mượn cái đăng ký. Đăng ký á? Vâng, lấy mượn đăng ký em xoay xung máy cho chắc ăn. Đây đăng ký đây. Kể cả coi giấy photo chính chủ tại à thế thì tốt, bác phải giữ lại cái đấy nguy hiểm đấy. Đây đấy, bác giữ lại đây đây là ký đây mẹ năm thằng em đăng ký đây giấy photo đăng ký đảo không đăng ký là chuẩn đấy bác nhá. Đây tôi chụp cả chứng minh thư của nó để làm giấy. Bác mua lâu chưa? Mua được 3 tháng rồi phải, nó giật khát khảo đây tay này công an đấy. Đúng rồi, thế thì không sợ đâu, đúng tên luôn. Đúng tại vì nói thật đến đây mua bán nó bảo sang tên mà sang tên làm đéo cần đừng đừng bắt sang tên bắt giá trị sang tên nó lại thành cái biển đắp số cơ. Đúng rồi, để em vào em kết bạn đây ở trung kiên này rồi đấy em thấy nghe sao? Mẹ cả nít của chúng tôi về nói thật tôi làm này tôi kiếm mà tôi ấy vợ con là nó không có cái thích thì vào cái tầm này phải nói thật cái xe ô tô tôi bán mẹ nó đi coi là bỏ thôi bây giờ mình bây giờ cái tầm này thế đi thì đi được chứ tôi làm xe máy thỉnh thoảng đi chơi thôi. Vâng. Đấy, xe này nó đi có tốn xăng thì quan điểm của em nó rõ ràng nhá, là xe của bác nó là xe đời cao nhá. Con này của bác là thanh lý công an ra đời là đời 2004 nó là đời cao đấy nhá, xe của bác là đời cao, xe này rất là thì đời cao. Chú tên như cái đây này tên như cái này chắc coi như là xài hết này. Tức là bác nghe em nói này, tất cả những gì của bác còn zin em giữ lại. Cần khởi động. Rồi. Thì coi như là cái gì lô em bỏ đi vào hàng 1-1. Thấy nhá, bác nghe rõ tiền của bác đến đâu thì xe đến đấy và em sẽ công khai. Thế chú có cầm đăng ký không? Có, em phải cầm đi được. Thấy nhá, thông cảm em cầm đi được. Đấy. Còn đây là niềm tin rồi. Đấy thế thì nắm nút cái tại vì đây. Không sợ. Không bác gái bác nói đúng đấy. Ngày xưa ấy. Không. Đây chú. Đây là, chú em là mới đấy mới là cái quan trọng, nó là danh dự đấy bác. Đây chú quay xe. Tức là trước kia ấy, em phải nói như này, em sẽ không cầm đăng ký đâu, nhưng trước kia có rất nhiều người gửi cho em. Xong vì khi người ta nhỡ vì lý do đấy ta không lấy. Tự dưng xe mình như thành cái xe không đăng ký, em bắt buộc cầm. Nếu nó xảy ra cái gì em có đăng ký. Tại vì tôi mua bán xe máy cũ, nói chú tôi mua bán xe máy cũ đấy. Vừa cái hôm bán con Jim như này coi là 24 triệu cái xe một cái con này bác mua đâu? Con này thì coi còn con để cho thằng con vừa rồi tôi bán con 24 triệu. Không, bác nói rất đúng nhưng mà vấn đề là em đấy là bác nói một người không uy tín, còn bác nói đúng nhá chứ bảo nói sai. Nhưng với em ấy bắt buộc em cần phải nghĩ giống như đi đường xảy ra cái gì thì nó xác nhận là xe có đăng ký. Thứ hai ví dụ sau này xảy ra cái gì em có đăng ký em giữ lại niềm tin.
vì bây giờ bác không phải cọc tiền đâu, đúng không? Bác không phải mất một cái chi phí gì cả. Em dọn xong em chở tận nhà bác. Ờ thế dọn xong có chở về tận nhà bác. Trận rượu. Bác mới trả tiền mà. Bác không phải trả 1.000 nào em cả. Được rồi. Đấy. Còn bác gái bác nói có lẽ đúng đấy, nhưng mà đấy còn là cái yên này của tôi là cứ đả thế chú. Không, yên yên nô bỏ. Bác thích em lại dỡ em để nguyên lại để nhà bác em tặng bác. Chứ em vào yên khác chứ không để yên này. Ờ nếu yên mà vào yên thì đả cái yên này cho tôi. Rồi, em sẽ tháo ra để lại em cất đi. Mang lên cho bác. Cái yên này vừa rồi tôi vứt một cái yên cũ tôi đổ cho nó. Đây. Không yên nó yên. Nó tính tôi 400 mà. Không không yên yên đều quá nhá. Nói thẳng yên đều cho dễ, không phải yên xịt đâu. Đấy, nó lấy yên cũ của tôi đây, rách chưa này, rách chưa này, rách chưa này. Tức là em muốn bắt giữ lại yên này, bỏ vỏ đi, lấy vỏ xịt nắp vào. Theo em bác bỏ thôi, nó đây, em sẽ xé hết cái yên đi. Em giữ cái mút này, mới vào cái vỏ xịt nó sẽ chuẩn hơn. Nhá, chứ không phải vẫn yên của bác. Nhưng mà em bỏ cái vỏ ấy đi, em vào cái vỏ xịt. Đấy, bác hiểu chưa? Như cái tem này, chú thay mẹ tem vắt. Tem vắt nhá. Tem vắt xong cho cái ấy rồi. Rồi, có hết. Kể cả là bác lô hết này, cái này lắp của xe tàu này, cái này lô hết, tàu hết. Của bác còn mỗi cái bình xăng này, đấy. Bình xăng bác đen xì xì rồi, đây là đen xì xì này. Bình xăng này vừa rồi tôi thấy chưa? Thấy chưa em bảo rồi. Nó làm thì chán đấy. Chung quy là xe của bác nó chẳng còn cái gì cả. Kể cả còn cái chắn xích bác biết nó đen xì xì, có gì hết rồi, có xì không xì nữa. Chung quy lại là này nhá. Câu chuyện là bây giờ để cho thoải mái chợ giữ mặt cái bác gái đây em nói luôn này. Cái video này tối mai bác lên tivi mở cho bà xem. Tức là bác nói là bọn em cầm đăng ký về nó sẽ xảy ra vấn đề bán trộm mất là đúng. Nhưng mà bác ơi, cả cái danh dự em trên mạng, cái này em nói bác hơi tế bán nhiều xe đấy, kể cả bác không thích bác hay làm mẹ cũng hiểu. Em còn tiếp xúc còn cả nghìn người như bác cơ, tức là đúng rồi. Đấy. Đây chú cửa hàng. Bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Em đặt trường hợp này là bọn em làm cái gì phải chắc chắn. Còn nhà em thì bác biết rồi, còn nhà bác em đến tận nơi rồi. Em sẽ mang xe về em làm xong. Cái giá cả là do bác đồng ý em mới làm chứ không phải là em tự làm. Và em làm xong em trả sang tận nhà bác đúng chỗ này, thời gian này điểm này. Hôm nay là ngày 22 tháng 8. Em hẹn bác này tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tức là bác sẽ có xe chơi Tết. Còn em về nhà em cho nhiên nó tháo tung ra cái gì là em sẽ báo bác. Bác cứ làm tầm nào bác cứ thống nhất với bác gái để tránh trường hợp. Không, đấy. Đấy, cái làm là tôi quyết định, còn xe là tôi đi. Vợ. Có cái đăng ký này em xác nhận trên mạng em cầm cả xe cả đăng ký. Có cái tôi cân nhắc là tôi phải nói rằng đến năm nay vừa đi viện và nói là nhiều tiền quá là nói nông thôn nó khướt và vừa thôi. Tôi làm nó cũng cuôn tiền thì chú cứ lấy xe và xong làm tầm nào em làm tầm đấy. Là vào là tôi tại vì vừa rồi mấy thằng. Bác nghe đam mê cả cái này luôn à? Đam mê. Con này có bán không? Mua 500.000 đây là mở chúng xem. Thôi không cần phải mở. Bây giờ em nếu bác thực sự mà để kỷ niệm em trưng ở cửa hàng thôi. Hả? Em giả bác nhân đôi luôn. Thế giả cho chúng. Ok. Em mua chỉ để cửa hàng thôi. Đây không nói sai. Ông này ông cứ cái gì là không. Em là người thích đồ cổ, em mua về là em đặt ở cửa hàng đây, thôi. Cả quay băng quay được. Không đây không. Không. Đây này quay. Mở đi. Quay được. Đây mở. Đấy, thế cái loa lạnh thế à? Không, cái loa này tôi mua trước. Bao tiền? 1.2 triệu. Em lại cũng giả bác tiền luôn em về đặt nhá. Hả? Nào lấy luôn. Cái loa này là loa gì? Loa nhất nghe 30 của nghe. Rồi. Đây mua luôn loa 1.2 triệu. Em lại cứ gửi bác luôn tổng 2 triệu nhá. Để cho em mang về cho bác có tiền mà tiêu. Bác có cần cọc luôn hay cầm tiền để tiêu trước đi? Tiêu trước được. Rồi. Em lại cứ thích cái kiểu đấy em mua vứt ở phòng. Đấy nhá, tiền là có lãi rồi nhá. Không em đưa tiền. Cái gì ra cái đấy? Cái gì đấy? Vẫn dùng nước băng luôn à? Con này năm bao nhiêu đây? Chả biết. Hay nhỉ anh em nhá. Em thích em mua thôi. Em mua về em để cửa hàng thôi nhá. Em trưng thôi chứ không em không dùng. Đấy. Anh em thích Trung Kiên hay không? Cái loa từ ngày xưa đấy. Loa ông mua 1 triệu. Ông về ông nghe trong tiếng lắm. Chẳng qua ông bán mốt ông đi. Anh em ạ, em cứ thích em mua thôi. Kệ. Bác đang mở cái gì? Mở đài. Có băng không? Có băng. Cho băng có chạy không? Đây. Cho băng vào, cho băng vào hát không? Đây. Dạ. Em ở Hà Nam. Anh Quang á, anh Quang quay em cái. Đấy. Anh Tùng ơi, hát đoạn này. Đây nhá, một cửa băng này. Rồi. Đấy. Công khai luôn nha bác nhá. Ờ, được
em không cần biết bao tiền nhưng mà em giả bác có công, nhưng mà riêng đặc biệt là cái này bác nhượng lại cho em. Em sẽ lại nhượng lại cho bác cái xe nhiều cái đèn đồ hơn đấy. Đấy rồi. Em cứ bác cứ mua là chắc chắn là có công. Em là bác biết là trong mùa mùa đúng chặt chặt 500 cái đại triệu hoa là triệu 7 đúng không? Triệu 7 là em cứ đưa cho bác 2.2 bác làm rồi, nhưng quan trọng là được chú cứ làm tôi cái xe bác đúng rồi ngoài, tôi nên là tôi quan trọng cái xe là em sẽ tặng bác bằng xe trị giá. Ví dụ cái bô mà bác không lấy bô zin em tặng bác cái bô không chữ ít nhất là khoảng 1.5 triệu rồi. Đấy tôi đặt cặp của chú 1 triệu có đi có lại rồi coi như lấy lọc nhá. Đấy lọc đây tức là làm hết bao nhiêu không biết, trừ đi 1 triệu trừ đi 1 triệu lấy lọc đây. Đấy chưa? Được rồi. Không làm bao nhiêu là quyền của bác? Đại tôi hỏi, nay tôi hỏi. Bác cọc 1.2 triệu đi, cho em mượn 200 đây. Hả? Cho mượn 200 đây. Cho bác cọc 1.2 triệu đi. À. Đưa 200 đây. À. Bác cho 200.000 đi mua bim bim nhá. Đấy. Đấy. Hai chị em nhá, mỗi chị em 100 nhá. Đấy. Được chưa? Coi như đã chốt là bác cọc em 1.2 triệu. Đưa 200.000 đây. Để chia luôn nó chốc đỡ nào. Đây. Đưa bác chú đổi cho. Đưa bác đổi cho. Rồi tiền đây. Trẻ con với mua bim bim không được đưa cho ai người dọn. Ok. Đấy, gà nhà mầm đây. Mua bim bim nhá, nhớ mua bim bim. Em của chị gái này đúng không? Sao mà lên? Cho cháu xin. Đấy, ok. Đấy, quay hôm mai lên xem. Tối nay bác cứ lên lên TV xem nhá. Đấy, con tên là gì? Con tên là gì? Ngân. Con tên Ngân à? Thế con tên là gì? Con tên là Ngọc Ánh. Con Ngọc, Ngọc Ánh à? Kim Ngân à? Kim Ngân với Ngọc Ánh thì toàn toàn tiền với cả gì thôi. Đấy, bác nước đi. Đấy, ôi, tiêu cây này, nó dính chặt như này. Đấy. Để cái con zip này trong năm mua 12 triệu. Bây giờ như em chẳng biết bao tiền cộng bác 3 triệu nữa. Không. Nè, chuyển bác 25 triệu luôn. Bác gái thế này nào. Bây giờ mua 22 em không cần xem xét. Mua lại luôn 25 triệu. Thế nào? Thế bảo rồi biết không cần xem xét à. Bác thế nó không cần xem đúng không? Mua luôn 25 triệu. Đấy. Đấy. Đây con dài về đây à? Đâu không. Đấy, mua bán nó phải như thế. Đi thôi bọc à. Nhá. Đây, quay. Cứ xác nhận như thế nhá. Mình sang bắt thích quốc gia thoải mái. Đâu không. Từ giờ đến hôm đấy mà bán xe bảo em nhá. Cái này cái gì đấy? À. Anh em ơi, em mua về nghe đài mấy em nhắm. Quần hết cái này về. Về nghe. Hôm nào mà siêu tầm được cái gì bảo em nhá. Em về em chỉ để trong cửa hàng thôi. Ô, vừa lấy cái này nó vỡ mình nhặt thấy mà. Không thấy nó đâu nữa. Đấy ở đấy. Có miếng vỡ đâu ấy. Đâu cái nào? Có miếng vỡ ở đây đâu ấy. Vẫn vẫn thế chú ạ. Đấy thôi. Vẫn vẫn thế. Một khi đã thích rồi đấy, để cái này cứ cắm vào là nghe hết đúng không? Đấy, bê hết đây. Rổ hết này. Về đây thỉnh thoảng cho phòng nghe được. Bác thỉnh thoảng bác đi biết siêu tầm được những cái hay hay. Đây. Cứ bê vứt ra cốp rồi bạn. Không cần, cho lên xe này dắt. Đây, cho xe này dắt hết. Gọi là kiên đồng lát rồi. Có gì anh ơi? Kiên đồng lát, em trung kiên đồng lát. Có gì bắt cái về lên làm tàu. Đi. Bác mang em cái đài, bác xách cái đài cho em. Cô cầm cái này không? Có cái mic. Không, cái đài sách phát là xong, cái mic này bỏ ra anh Quang. Đây, cái mic cháy. Anh Quang rút mic ra được không? Nên nghe rõ, bác rút mic. Anh rút mic ra. Bây giờ nhờ bọn anh dắt độ cái xe này thôi. Anh đã bảo cho bạn cái này, anh đang rất vội. Thôi đi, cứ ra về cái xe để đấy. Bác không mang từ từ đâu. Đấy anh nhá. Mình phải mang cái đồ mình mua trước, còn xe mình tắt xong. Kiên đồng nát. Kiên đồng nát. Đấy. Chuyên mua những đồ đồng nát. Đài âm ly TV tủ lạnh. Máy em về em chỉ đặt em về em chỉ đặt ở trong nhà thôi mà. Sao bác vào dắt em cái xe phát xong. Ui giời em thích em mua thôi chứ còn. Nó đáng gì đâu bác. Nó là đam mê rồi. Đây để thuốc đây à? Vâng, bác để đây tôi bác tắt chứ bác để đây.
dắt cái xe thú nhá. Vâng, dắt dắt xe là xong. Nói chung là anh qua mở cửa xe của em anh em. Thích thì mua thôi. Thôi, nào. Anh kéo cửa ra là xong. Đầu đài mày ơ. TV tủ lạnh. Nồi cơm đầu mà. Công tơ cassette. Đồ hàng. Hỏng không dùng nữa. Anh hàng bán đi. Này, kính này còn vừa này còn bị xuống này không. Không sao đâu. Cái đài này để đấy chơi thôi chứ làm gì đâu mà. Đã bảo mua 500 mình mua 1 triệu luôn. Kệ thôi. Ôi, tuột ra luôn này. Đã bảo là thích là mua là được. Anh em ạ. Cứ thích là được. Đấy bác, xe rồi đấy. Thẳng đường là không không bước xuống nhà máy chúng ta nhá. Rồi. Ừ. Nói chung xe là... xe coi như nước bình sang. Nhưng mà trong đầu bác à, trong đầu bác dọn tầm nào để em biết được không? Thì cứ dọn tầm độ khoảng 20 giờ ra. Thôi, nói chung là mai em về em tư vấn cho, nó tầm 20-30. Gọi chú ấy xong chú điện cho tôi qua một câu với nhở. Rồi. Gọi Zalo cho bác. Ờ, gọi Zalo. Tức là bao nhiêu bác cứ hỏi bác gái đi. Không, bà xã thì không phải hỏi tại xe tôi mua là tôi đi mà tiền đông. Bác không hỏi bà xã là về bà xã bà đấy, toàn đánh đấy. Không, hả? Vợ là quay là nó bảo ấy thôi. Tại vì coi như em sợ bà xã mua bán cái gì, tại vì cái xe này là tôi dọn tôi đi mà. Bác không bảo sớm bà xã thì vừa lấy ba mắng em không. Đấy em quay video lên mạng nhá, nếu bác gái nghe thấy thì đừng có giận nhá. Thế là chốt là cứ dọn tầm nào thì mai về tư vấn nhá. Ờ, được bác rồi. Xem cứ thưởng được của vợ đồng nào thì thưởng trước đi. Không. Thế tâm này em trả tất cả nhá. Đấy, bác đứng đây, bác đứng đây. Đấy, chào tất cả anh em nhá, chốt cào thành công. Bác với nói tên gì? Tuấn. Em chốt bác Tuấn là em đã nhận chiếc xe cả đăng ký. Em dọn xong em trả tận nhà bác. Dọn bao tiền? Còn tiền ship bao tiền thì chiều lên em miễn phí. À chiều là miễn phí. Chiều về trả lên mới lấy tiền. Đấy, cảm ơn bác nhá. Chúc cả các bác vào đi. Các bác đi. Ok anh em ơi, chúc cả thành công nhá. Biển 98F5 6596 em về làm full mới. Còn dọn bao nhiêu là tùy theo ước bác đấy. Mấy vợ bác anh không thích đâu nhưng mà thôi, mình cứ rõ ràng anh em ạ. Đấy, cho bác về làm việc với vợ bác xong mai anh em mình chốt. Chào tất cả anh em. Ok anh em nhá, Trung Kiên đã nhận xong chiếc xe của bác Trang Hải Lạng ra Bắc Giang rồi. Bây giờ Trung Kiên về thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhưng mà đang trên đường về, có ông anh trai ông điện về và thôi vào đây ăn cơm. Đấy, anh ấy mua nhà em 4 năm trước rồi, anh quý mến em, anh mời em vào ăn cơm. Đấy, thì bây giờ em trên đường vào nhà anh luôn. Ăn uống xong em về Hà Nội, sau đó em vòng về Phủ Lý Hà Nam. Thì một lần nữa, tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, phục dựng xe Win Huyền Thoại 100, nhấn mạnh đừng nhắn tin. Mà cứ nhấc điện thoại lên alo cho em tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp và em ship tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra ok đúng em tả mới trả tiền. Anh em nhá. Đấy, em luôn công khai số điện thoại hotline của em Zalo là 0778 24 48. Hotline mới của em là 0354756789. Còn cái số 0358444888 em vẫn đang dùng bình thường nhưng Zalo nó full bạn bè rồi. Và em nhắc lại, em hay đi đêm như này này, em lại phải 3 giờ sáng, hôm nay phải 2 giờ sáng mới về nhà. Hôm nay chắc phải 2 giờ sáng về nhà thì em sẽ ngủ buổi sáng. Nên nhiều khi anh em alo cho em không được. Là thứ nhất là trong nhà em là sóng nó bị mất. Thứ hai nếu anh em chủ alo thì alo tầm trưa hoặc tầm chiều nhá, buổi sáng ấy. Hoặc anh em kết bạn Zalo alo, một trong ba cái số điện thoại đấy là nó sẽ có Zalo. Là anh em gọi cho được. Nhiều khi anh em thông cảm cho em chút nhá. Còn như anh em đừng nhắn tin nhá. Đến với em là cứ alo. Alo chốt xong bắt đầu mình nhắn tin chốt anh em nhá. Như chiếc xe chiều nay em vừa tối qua em đi tầm này, tối qua tầm này em đi Hà Tĩnh em mua chiếc xe đấy. Sau này em về Nghệ An em mua chiếc xe màu đỏ thì em đăng lên lúc trưa nay thì bác trai Vũng Tàu bác chốt rồi. Đấy. Thì hẹn tất cả anh chị em một lần nữa là mua xe phục dựng xe thì đừng nhắn tin mà như thoại alo cho em nhé. Đấy, cảm ơn anh chị em tạm dừng video ạ. Ok.